Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với Vườn. Hôm nay là 24 tiếng sau khi xếp lò và nung xong rồi thì hôm nay sẽ là ngày ra lò. Thì bây giờ mình sẽ vô mình kiểm tra nhiệt độ xem nó bao nhiêu độ rồi, có đủ để mở được cái lò hay chưa. Thì bây giờ mình sẽ vào mình coi nhiệt độ ha. Bây giờ nhiệt độ của lò là 117 độ. Thì ở nhiệt độ này là mức an toàn có thể ra lò được rồi. Giờ mình đi ra mình mở lò. Rồi bây giờ mình sẽ mở cửa lò. Rồi trong khi lò của mình được mở ra rồi thì sản phẩm trong này khá là nóng. Thì khi mà mình dùng cái tay không như thế này mình ra lò nó sẽ rất là gây nguy hiểm, thì mình phải có cái bao tay, cần đeo bao tay vào. Bây giờ mình sẽ ra cái đĩa trước. Đĩa rất là đẹp, không có bị lỗi nha. Mà khi mà mình ra lò, thường cái tầng ở dưới nhiệt độ nó sẽ thấp hơn ở trên nó sẽ nóng hơn chút. Đây tắc kè, đây cũng là con tắc kè nữa nè. Dưới chân mình đã cạo kỹ rồi nên trong cái trường hợp mà men nó chảy nó sẽ không dính vỉ. Và đây nữa, đây là cái nắp, mình không phủ men trên này. Mình không có phủ men trên này. Khi mình nung mình có thể chồng lên được, nó không có bị dính vào nhau. Đất sét á, mình chồng lên nhau để không bị dính. Rồi. Đây là một số miếng thử men. Cái này mình cũng thử men nhưng chưa lên sản phẩm, nhưng mình thử trước coi màu nó ra như thế nào. Bây giờ mình sẽ lấy một cái đồ không men nữa cho các bạn xem. Tượng ba cô gái. Đây là tượng ba cô gái. Đây là đồ không men nha. Khi nung ra sẽ kêu cái tiếng thanh ha. Rồi có một trường hợp nữa mà mình cũng đã lường trước được rồi, nên mình đã dùng một cái đồ mình kê lên. Đây, cái bình này nó hiện như nó bị dính vô cái nắp này luôn rồi nè. Đây là hiện tượng men chảy nè. Men nó chảy xuống là nó dính luôn. Nó dính vào đây luôn. Đây là một trường hợp. Trường hợp này là men nó còn động ở dưới cái đáy của sản phẩm nè. Khi nung ra nó chảy nè, bắt đầu dính vỉ. Khi mình dở lên á, nó sẽ có một chút bay dớ như thế này. Mà để an toàn á thì mình sẽ dùng cái nhám mình mài sơ nó lại. Rồi đây là ống đũa ha. Rồi các bạn mình thấy cái đường chảy rồi nè, nó chảy như thế này nè. Đây là trường hợp mà khi mà mình chấm men quá dày á, nhiệt độ cao á, cái men này nó tự nó tuột xuống đây luôn. Nó tuột xuống luôn. Cái sản phẩm mình chỉ có bình này, tắc kè, ống đũa con gà và tượng ma mèo. Thì ở những video clip sau sẽ có những sản phẩm mà độc đáo hơn, thì lúc đó mình sẽ quay cho các bạn xem. Thì video clip ra lò của mình đến đây là kết thúc. Hẹn các bạn ở các video clip đó. Chào các bạn.